Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sắp tới sẽ có chợ phiên, phố ẩm thực, con đường âm nhạc. Hàng loạt những đề xuất sau khi được đưa ra đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các ban ngành và cả người dân. Dù ở Hà Nội nhưng cá nhân của những người làm chương trình thì cũng khá phấn khích trước những đề xuất này bởi nó thực sự hay và rất thiết thực với một thành phố năng động như thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, như chúng ta cũng được biết rằng luôn được coi là một thành phố tiên phong và dẫn đầu cả nước về phát triển thương mại cũng như là dịch vụ. Vì vậy khi mà thành phố Hồ Chí Minh có những đề xuất như thế này thì đó cũng là những cái sáng kiến có ý nghĩa vô cùng tích cực. Thế nhưng mà chúng ta nên mở chợ phiên, phố ẩm thực hay như là những cái con đường âm nhạc ở đâu, hoạt động vào khung giờ nào và cho kinh doanh những mặt hàng như thế nào và chơi những cái loại nhạc cụ gì với mức âm lượng ra sao. Còn rất nhiều những cái bài toán mà khiến chúng ta phải băn khoăn. Chưa kể, chúng tôi còn được biết rằng là mới đây, một nguyên lãnh đạo tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nêu ý kiến là thành phố này cũng nên xây dựng thêm một con đường công nghệ nữa. Kể ra thì mới thấy rõ là chuyện mở đường rồi lập phố nhằm mục đích xây dựng một thành phố phát triển hấp dẫn du khách như chúng ta vừa nói là những sáng kiến. Đã gọi là sáng kiến thì phải mới và phải được đem ra tranh luận, tạo thành những tranh cãi, những luồng dư luận trước khi được đưa vào thực nghi hay là thử nghiệm. Vậy với câu chuyện liên tiếp có những sáng kiến như thế này thì các chuyên gia sẽ có ý kiến như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện buổi sáng hôm nay. Kính chào giáo sư Hà Tôn Vinh. Nhằm thu hút khách du lịch tham quan khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, vừa rồi Ủy ban nhân dân quận Nhất cũng đã đề xuất tổ chức chợ phiên kết hợp với khu phố ẩm thực. Bên cạnh đó còn có con đường âm nhạc. Có khá nhiều những đề xuất được đưa ra. Vậy thì trước những đề xuất này không biết là giáo sư có những ý kiến như thế nào ạ? Thì tôi nghĩ là tất cả những cái hoạt động nào hay những ý tưởng nào mà đem lại cho thành phố của chúng ta đó, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đó, một cái tên tuổi đó, là xứng tầm với là một cái trung tâm gọi là du lịch của thế giới thì chúng ta phải làm thôi. Thì nhưng mà làm thế nào đó là vấn đề lớn. Còn cái những ý tưởng là chúng ta làm những con đường ẩm thực, âm nhạc thì không phải đây là lần đầu tiên chúng ta thấy ở trên thế giới. Rất là nhiều những cái con đường mà nổi tiếng ở trên thế giới họ đã có những cái thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước và làm tăng cái uy tín của thành phố và nhất là vinh danh tất cả những cái hoạt động đó, những con người của thành phố đó. Chúng ta nên nghe rất là nhiều ý tưởng cũng như chúng ta cũng nên gọi là để ý và xem xét những ý tưởng đó. Tôi không ngại cái ý tưởng chỉ là những cái mà chúng ta đề nghị thôi. Nhưng cái khó nhất ở Việt Nam chúng ta là vấn đề thực thi những ý tưởng đó rồi quản lý, điều hành để cho nó tránh trở thành những cái hiện tượng mình tạm gọi là kinh doanh bất hợp pháp, là tất cả những cái mình gọi là nó không đẹp lắm, giống như những lễ hội Việt Nam. Lễ hội là một cái rất hay, rất là tâm linh mà trở thành đánh nhau, trở thành những cái hiện tượng mà gọi là xin lỗi mà nó không đẹp lắm. Một con đường âm nhạc, sáng kiến mới được đề xuất, lẽ ra đã nên có từ lâu. Đây được coi là một ý tưởng hay, phục vụ tốt nhu cầu tinh thần của người dân thành phố, cũng như hứa hẹn sẽ tạo nên một sân chơi sáng tạo cho giới trẻ. Hay để phát triển thương mại dịch vụ, cũng như thu hút khách du lịch khi tham quan khu vực trung tâm, một chợ phiên tại công viên Cảng Bạch Đằng vào cuối tuần kết hợp khu phố âm nhạc cũng đang là những đề xuất được chờ đợi sẽ mang lại hiệu quả cao. Thế nhưng với những vấn nạn mà thành phố Hồ Chí Minh hàng chục năm qua vẫn loay hoay chưa giải quyết được như nạn kẹt xe, tai nạn giao thông, cướp giật, trộm cắp, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, thì liệu những đề xuất này vào thời điểm hiện tại có khả thi hay không? Hay những con phố văn hóa đó sẽ lại bị biến chất thành những con phố ồn ào? Cũng như những gì giáo sư vừa chia sẻ, trước những thông tin này, rất nhiều những lo ngại được đặt ra về việc chúng ta mở một chợ phiên hay là con đường âm nhạc sẽ khiến khu vực quận 1 biến thành phố ồn ào. Bên cạnh đó, không kể là giao thông ở khu vực này bao lâu nay, góc Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng vẫn khó kiểm soát về tình hình nạn kẹt xe kéo dài. Vậy thì nếu chúng ta mở chợ phiên hay là con đường âm nhạc thì chỉ tổ khiến khu vực này thêm phần đắt nháo và kẹt xe thêm. Chưa kể sẽ kéo theo đó là nạn rác thải hay là nạn trộm cắp. Vậy thì giáo sư có những lo ngại như thế hay không ạ? Thành phố Hồ Chí Minh là rất là nhiều quận, rất là nhiều cái địa điểm mà du khách cũng như người trong nước nên đến hay đáng đến. Có thể gọi là hơi xa trung tâm một tí, nhưng mà nếu mà nơi đó nó thoáng mát, nó đẹp và nó có những cái hoạt động văn hóa, văn minh thì tại sao không mở? Tại sao chúng ta cứ phải là đến quận Nhất? Tôi thấy quận Nhất đã có những cái địa điểm đẹp rồi. Có nhà thờ Đức Bà, có khu phố đi bộ cũng là tốt rồi. Có thể mình cần phải làm đẹp hơn thôi, sạch sẽ hơn thôi, an toàn hơn thôi. Còn những cái hoạt động khác có thể đưa về các quận khác. Quận 2 rất là tốt, quận 3 cũng cần có những công viên tốt. Tôi không thấy có cái gì mà chúng ta cứ phải đưa về quận Nhất hết. Vừa là bất công với các quận khác mà lại vừa làm tăng những cái
gọi là khó khăn cho cái quận nhất trong vấn đề giao thông vận tải sạch sẽ. Và tôi nghĩ rằng là người dân ở các quận khác đều được cái quyền, phải được cái quyền gọi là hưởng những cái hoạt động xã hội văn minh, văn hóa như vậy. Nên tôi nghĩ rằng là nếu mà càng có nhiều cái hoạt động, ý tưởng cái hoạt động mà đưa về các quận khác thì chúng ta nên gọi là hỗ trợ và ủng hộ. Được biết là trước những đề xuất trên thì vừa rồi cũng có một nguyên giám đốc sở vừa có đề xuất là chúng ta sẽ mở thêm con đường công nghệ nữa. Việc chúng ta liên tiếp mở ra quá nhiều những con đường khu phố đặc trưng như thế này liệu có gây loạn hay không ạ? Trong quan điểm của tôi đó là chúng ta cần có nhiều cái đề xuất, nhiều cái đề nghị để cho chúng ta nhìn thấy được cái toàn cảnh. Nhưng mà không nhất thiết là cái đề nghị nào chúng ta cũng phải làm. Không nhất thiết cái đề nghị nào nó cũng nên làm. Vấn đề của chúng ta là sàng lọc, rồi chúng ta sắp xếp cái ưu tiên. Khi chúng ta làm những cái đề xuất mà tốt như vậy, chúng ta trở thành những cái gọi là cái mô hình cho các tỉnh khác, cho các thành phố khác, để họ nhân rộng ra. Bao giờ thành phố Hồ Chí Minh cũng là cái thành phố đi đầu gần như trong cả nước trở về những cái hoạt động văn hóa, xã hội, rồi kinh tế, đúng không? Thương mại. Thì tại sao chúng ta cấm? Chúng ta nên khuyến khích tất cả những người mà có ý tưởng tốt thì nên đề nghị. Nhưng mà cùng với cái đề nghị đó là phải đưa ra một cái chương trình hành động, đưa ra những mặt trái, mặt phải. Sau đó là phải có, mình tạm gọi là một cái hội đồng đề nghị hay xét duyệt. Rồi chúng ta đặt một cái gọi là chương trình dài hạn. Có thể năm nay làm cái chương trình đường hoa Nguyễn Huệ hay là đường đi bộ. Năm tới chúng ta làm cái phố ẩm thực. Rồi nếu mà thành công thì chúng ta nhân rộng ra các tỉnh khác. Còn cái chuyện công nghệ thì có thể chúng ta không cần phải làm một cái đường phố công nghệ. Cũng có thể, vấn đề là bây giờ chúng ta khuyến khích những người có kinh nghiệm, những người có lãnh đạo và nhất là những anh em sinh viên hay là những người làm thương mại, họ đề nghị. Hay là chúng ta phải tìm những nhà đầu tư họ hỗ trợ đó, họ đóng góp, họ cho tiền hay là họ bảo trợ. Còn cái chuyện mà chúng ta nên làm bao nhiêu cái, nên có loạn hay không thì tôi không sợ loạn. Bằng cách là chúng ta làm một cái mà không thành thì đó là loạn. Chứ nếu mà chúng ta có 2-3 cái mà làm tốt, cùng 2-3 cái làm tốt thì không phải là loạn. Nhưng mà một cái mà chúng ta làm không tốt, nó trở thành cái tiếng xấu cho thành phố thì đó là loạn. Ông với những chia sẻ khá là cụ thể ở trên, vậy thì nếu là giáo sư với những cái khu vực như là con đường âm nhạc, chợ phiên hay là phố công nghệ vân vân kể trên, chúng ta liệu nên mở nó ở đâu ạ? Tôi thấy ở Hà Nội đó cũng có một vài cái rất hay là những cái con đường đó, tự nhiên đường Hai Bà Trưng. Nhưng ở dưới đó để một khoảng là Hai Bà Trưng là ai, đã làm gì cho đất nước. Lúc đó là những sinh viên hay học sinh đi đường không phải là chỉ nhìn đường không mà học được lịch sử. Trở lại bây giờ thì mình có ở quận 5 có một cái khu buôn bán sầm uất về Đông Y, thì tại sao mình không làm cái phố Đông Y và để cho mọi người biết Đông Y là một cái gọi là một cái ngành gọi là y khoa mà rất là có lâu đời và rất là được nhiều người ưu chuộng. Ngoài ra còn nhiều cái hoạt động có thể chi phố đường sách, một cái đường hoa đường sách cũng rất là hay. Thì tôi nghĩ là bây giờ ý tưởng là mình nên có và mình nên đề nghị nhiều trường đại học nữa, họ mở những cái du lịch vào đại học, phải là một cái nơi để cho nhiều người đến. Cha mẹ biết đại học là gì, rồi những người muốn đi học biết đại học là gì, và không phải là chỉ những em sinh viên mới đi học mà cả những người lớn chưa bao giờ được đi học có thể học được. Thì những cái đó là cái mà mình nên làm và nhiều hoạt động. Còn cái chuyện mà loạn là có, loạn là sẽ là như thế, là chứ ai cũng làm mà làm gọi là không ra gì. Loạn là mình làm vì tính cách gọi là mình sự là để làm cho có, để gọi là có cái nguồn lợi cho mình thôi, chứ không có cái gì là văn minh văn hóa trong đó cả, không có cái gì mình tạm gọi là đáng để trân trọng cả. Mình làm sao để cho cái thành phố nó được cái uy tín thế giới nâng lên, để cho nhiều du khách, và nhất là quan trọng là mình có thể nhân rộng cái mô hình đó ra các tỉnh khác, thì lúc đó cả nước nó mới tiến bộ được, cả nước nó mới phát triển được. Với những chia sẻ vừa rồi trong chương trình Câu Chuyện Buổi Sáng, rất cảm ơn giáo sư Hà Tôn Vinh đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.